Chúng ta làm bài 4, truyền dữ liệu từ serverless sang GSP. Như vậy ở chỗ này chúng ta đang thao tác với doGet, chưa có doBot. Vậy get là gì, bot là gì thì nó có một bài riêng. Mình nói riêng, còn bây giờ tạm thời mình cứ xài đi. Xài đi rồi mình sẽ nói sau. doGet thì khi mình mở cái serverless lên, nó sẽ chạy trước cái thằng doGet này. Còn cái chuyện là mình trả về trên doGet hay là mình trả về trên doBot là do mình chỉ định ở bên kia. Còn tạm thời, tại thời điểm này thì chúng ta sử dụng doGet. Và trong này chúng ta sẽ có một cái serverless ở trên cái home, chạy cái home lên. Thay vì là chúng ta hiển thị thông tin cố định thì chúng ta sẽ truyền một cái thông tin từ bên Java sang GSP. Ở chỗ này, ở đây thì chúng ta chạy như vậy đó, thì cái trang index của mình nó có cái thông tin cố định. Thông tin cố định. Bây giờ mình sẽ truyền một cái thông tin từ đây qua bên kia. Vậy trước khi truyền, các bạn sẽ chọn là request set attribute chấm set attribute. Và chỗ này nó có hai tham số. Tham số đầu tiên là cái parameter của các bạn, tức là tham số truyền, bạn muốn truyền qua cái gì. Giống như tương đương với lại cái biến á. Nhưng mà chỗ này thì chúng ta không gọi là biến, mà chúng ta gọi là tham số truyền. Ha, nó là một cái kênh để đẩy dữ liệu từ model lên trên Ronin. Và mình đặt cái parameter này là message. Và ở chỗ này chúng ta truyền qua đây một cái số cũng được, một cái chuỗi cũng được. Thì tạm thời tại chỗ này mình truyền cái chuỗi trước. Ví dụ mình truyền cái chuỗi là cái tên đi. Truyền cái tên set attribute tên, lấy cái test này chuyển cho cái parameter là message, copy qua. Tại sao không gõ? Tại sao không gõ? Sai với sai thì đúng, cho nên bên kia mình lỡ gõ sai thì mình copy qua bên này cho nó sai luôn, mà hai cái cùng sai tức là đúng. Chứ bên kia bạn gõ thiếu chữ s chẳng hạn, mà bên này bạn gõ đủ hai chữ s thì hai cái parameter đó không giống nhau. Và chỗ này chúng ta ghi là H3 đi. Họ tên 2 chấm đô la ngoặc nhọn. Cái cặp này chúng ta gặp ở đâu ta? Đô la ngoặc nhọn Angular, nó là đô la 2 ngoặc nhọn. Chính xác, JavaScript ha. Và chúng ta sẽ chạy lại cái home select. Bị sai gì nào? Lưu cái nào? Lưu lại. Chạy lại lần nữa. Được chưa? Truyền được tham số qua. Mình muốn truyền bao nhiêu tham số thì mình cứ đưa ký nội dung vô đây. Ví dụ chỗ này thì có sẵn là một cái string mã số sinh viên bằng BS19301. Ví dụ mình đưa vào một cái biến. Cái này thì chúng ta gọi là biến.
Nhưng cái message này chúng ta không nên gọi là bí, mà chúng ta gọi nó là tham số truyền, để cho chúng ta phân biệt cho nó dễ hiểu. Rồi chúng ta sẽ là request.setattribute, chỗ này mã số sinh viên, đúng rồi, chỗ này mình đưa vô nháy kép chỗ này. Và chú ý giúp thầy, chú ý chỗ này nha, MSSV này và MSSV này với MSSV này có họ hàng bà con gì không? Cái này với cái này có liên quan gì nhau? À, MSSV này là riêng, MSSV này là riêng, không liên quan gì hết nha. Thằng này với này là một cặp nhé. Như vậy thì cái chuỗi này sẽ được gán cho cái biến MSSV. Và cái biến đó sẽ được truyền vào tham số truyền là cái này, và qua bên cái trang GSB mình sẽ để mã số sinh viên ở đây, H3, mã số sinh viên 2 chấm đô la MSSV, lưu lại bên home servlet, chạy lại. Chạy lại lần nữa, nó chưa lưu hay sao á. Rồi, được không? Là mình đang đẩy một chiều nhé. Mình đẩy từ model lên trên front end. Và mình làm thêm chiều nữa là xong môn học. Mình ghép từ front end về. Ghép từ front end về. Như vậy ở đây là chúng ta đã xong lab 1 bài 4. Lab 1 bài 4.